Dạ bây giờ bà con cô bác mình đã đến công ty rồi. Ghé tìm tìm bún bò Huế năm xưa không có, nay đây ghé ra chỗ. Hên quá. Trời ơi tưởng chưa bán luôn. Chai gần hết rồi hả? Chanh tô hủ tiếu đi. Dạ, để lấy bàn cho mấy, hỏi lấy bàn đi, ngồi. Ngồi người ta nói nữa. Không được đâu. Qua bên này nè tiền à. Thôi thôi ấy đi bỏ vô anh về anh lấy anh mấy phần đi. Lấy anh 5 phần. Bún mọc là xương với mọc luôn phải không em? Đây đây là quán hủ tiếu Nam Giang A Cường. Đó. Giờ bữa nay là hết rồi, ngồi vỉa hè rồi, cái vỉa hè này ngồi sướng lắm. Ủa em mở là hồi nào vậy? Thường. Em bán bữa 30 lần. Bán bữa là 30 lần hả? Dạ được, bán được tuần lễ rồi đó. Dạ. Gần tuần lễ rồi. Có 24 giờ 20 này cho em à. Hủ tiếu Nam Giang A Cường đã hoạt động trở lại nha bà con. Đó, bà con nào mà đã từng ăn ở đây và từng thích cái vỉa hè đây, bà con cô bác nhớ ngon lắm. Cho anh 5 tô, cho anh 5 tô. Bây giờ là đấy thì mai ghé đưa anh không sao đâu. Quên tiền hả? Quên mang tiền hả? Dạ dạ không sao đâu bà. Thiếu tiền. Thôi để lấy xong đi lúc luôn rồi. Anh đây hủ tiếu vỉa hè em đi mua quẹt thẻ chứ luôn. Hủ tiếu vỉa hè. Trời ơi, nó thấy vậy mà xuất sắc lắm nha. Súp và ngon và súp và sạch. Hai vợ chồng anh Cường ở trong cái hẻm này là nó mưu sinh bằng đúng một cái xe hủ tiếu thôi. Anh dễ thương lắm, anh nói tôi. Ủa em chỉ quán hủ tiếu thôi, nơi em không có bán mấy thứ khác. Bỏ bịch anh hả? Anh mang đi. Anh về bển em mang tô, về bển còn ăn luôn. Còn mang tô luôn hả? Dạ có mâm mà bê một lần luôn, 5 tô á. Ồ ok. Vậy chú ơi. Vậy hả? Bỏ 5 tô vô cho có mâm hả? Dạ dạ dạ. Anh về bển vợ em bê qua cho anh. Trời ơi, thương quá vậy, dễ thương quá vậy. Thôi để anh bưng về luôn cho rồi. Trời ơi, anh cứ về bản anh sao không? Trời ơi, giá sống nha. Rồi, em quay lại. Mùa dịch giả bây giờ con thấy không, xong rồi mọi thứ trở lại cũng nhưng mà rất là khó khăn. Nghỉ mấy tháng luôn mà hả? Dạ. Ôi ôi. 4 tháng. Đó, với những người mưu sinh vỉa hè như thế này thì một nghỉ một ngày thôi là đã thấy mệt rồi, một tuần đã thấy quá mệt rồi, nghỉ 4 tháng luôn, hơn 4 tháng. Kính chào quý vị khán giả. Rồi vợ anh Cường đã mang tới cho Colomen 5 tô luôn. Tại gần quá chỉ làm dĩa mình để xuống đây luôn. Còn lại 4 tô còn lại giao cho anh em bảo vệ với đồng chí quay phim của mình. Còn giờ mình sẽ review trở lại, lâu quá chưa ăn. Mình sẽ có 6 đến câu 6 tháng rồi đó. Ôi cái nước nó đậm đà. Ngon vô cùng. Thật ra cái review chỉ là cái cớ thôi nha bà con. Mình thật ra mình muốn giới thiệu, giới thiệu là các cái quán vỉa hè với các cái quán đường hẻm đó, sau cái mùa Covid thì họ đang sống, họ đang khó khăn, họ sinh sống như thế nào. Dạ một phần này cũng để kêu gọi thêm bà con cô bác đó, là bà thông báo chứ, để thôi chính thông báo bà con là các cái quán ngon đã mở trở lại rồi. Cái thứ hai nữa là cũng giới thiệu thêm cho các, nhiều khi mình dễ lãng quên á, mình cũng biết. Giống như sáng nay mình đi cái quán bún bò thì mình cũng biết cái quán bún bò đã trở lại chưa. Rồi. Đó, mình khoái ăn cần nhiều. Rồi, rồi. Đó. Ôi, cái
cái sốt này của cái tương ớt này của chợ anh, của anh Cường là A Cường là hơi bị đỉnh đấy. Sung sướng sung sướng. À chết cha, quên nước tương mẹ ơi. Ồ, nước tương. À nước tương phía sau lưng mình đây. Hên quá. Oh yeah. Hay quá, nhận tôi. Nói về quảng cáo là hơi bị giỏi đó bà con ha. Lựa ngay cái chỗ ăn nước tương, không có nước tương đi cho lấy cái chai nước tương luôn, quá đỉnh. Rồi. Nước tương đậm đặc color man. Rồi, sốt bằng sắt. Hay vậy thôi. Ôi có tỏi nữa. Đủ đồ chơi hết. Ai, ôi cái tỏi nhỏ nhỏ này rất dám giống tỏi Lý Sơn quá. Rồi. Rồi sáng nay mới đọc một cái tin trên kênh 14 bà con. Gia đình 5 người, hai vợ chồng, ba đứa con đẩy nhau một cái chiếc xe ba gác nhỏ xíu để đi về Đồng Tháp. Hai vợ chồng mất coi như là nhà con chiếc xe máy rồi bị ăn trộm mới vô lấy, cuối cùng giờ hết kế mưu sinh mà phải đi về Đồng Tháp. Nghe nói đi chắc phải 3-4 ngày, 4-5 ngày mới về tới, nhưng mà nhìn cái hình ảnh thấy thương quá, chịu không nổi. Và thực sự là tình sau cái mùa dịch này, ngày ai rất nhiều người, tại vì cái thành phố mình đó, nó rất là vui đó, họ sống trên những cái món trên những cái quán ăn đường phố, những cái quán ăn trong hẻm phía hè, ẩm thực đường phố. Có thể nói là thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn là mình nghĩ là số 1 á, nhiều đa dạng vô cùng. Ở các thành phố lớn khác cũng có, dù ở Hà Nội thì ẩm thực đường phố cũng rất là dữ dằn, nhưng mà có lẽ là nó không có đa dạng như ở Sài Gòn mình. Sài Gòn mình thì Nam Bắc Trung Nam thì tất cả mọi vùng miền đều có, thành ra là nó hội tụ, nó tạo thành một cái nền văn hóa ẩm thực đường phố hơi bị xuất sắc. Đó, mà cái thời gian này là chắc chắn là những người mà buôn bán hè phố là khó khăn vô cùng. Mình nghe nói một số người là coi như cục vốn luôn, không có vốn mà không có vốn mua sinh luôn, nghỉ 4 tháng, hơn 4 tháng. Khổ thật chứ. Và phải mượn tiền góp, phải vay tiền góp gì đó, phải đứng vay nồi. Quá anh Cường ơi. Mình đang suy nghĩ một tự nhiên bỗng này có một ý tưởng. Nghĩ cái cách gì để có thể giúp đỡ, hợp tác giúp đỡ cho các một số cái tiệm vỉa hè nè, các quán hè, quán vỉa hè, quán hẻm. Để họ có thể có một cái sinh kế mà nó ổn định. Kể cả mùa dịch xảy ra họ vẫn ok. Bà con có ý gì hay bà con hiến kế mình nhé. Đang suy nghĩ. Ngon quá. Trời ơi.
cái hủ tiếu Nam Vang của anh Cường nó có một cái khẩu vị rất là, cái hương vị nó rất là đặc biệt. Không biết sao mình ăn mình thích lắm. Còn cái hủ tiếu Nam Vang ở quán của mình á, chỗ Yến sư phụ làm nó cũng cũng ngon, nhưng mà nó cái vị nó là theo một cái vị kiểu khác nha. Cái vị nó không biết sao mình nghĩ là nó đậm đà hương vị của Nam Vang đó. Nam Vang là thủ đô, tức là Phnom Penh đó, thủ đô của Campuchia đó. Tại bạn Yến là nhà quê ở Sóc Trăng, Bạc Liêu gì đó, người Khmer, gốc Khmer. Mình chỉ riêng một món hủ tiếu Nam Vang thôi, nó cũng có thể mỗi người nấu một kiểu, yeah, tùy theo khẩu vị của mỗi cá nhân. Bà con có người thì thích, có người thích này, có người thích kia. À, cái quán của anh Cường, cái quán vỉa hè của anh Cường nó nằm ngay cái góc đường Nơi Trang Long với lại cái đường Phan Chu Trinh á, vừa xuống cầu Băng Ki quẹo qua cái là tới. Dạ. Nãy mình đứng mình quên giới thiệu. Bà con cô bác chắc một số người ăn biết rồi. Dạ, bây giờ ảnh mới mở cửa trở lại là cũng xin thông tin với bà con cô bác. Mình sẽ đi tìm mấy cái quán vỉa hè mà ngon ngon mình ăn, xong mình đi ăn trở lại, xong rồi chỗ nào mà bán mở cửa bán lại rồi thì mình báo bà con. Sáng nay đi tới cái chỗ bún bò Huế ở trên đường hè trên hẻm Hoàng Hoa Thám, hẻm 71 Hoàng Hoa Thám thì không thấy anh chị bán nữa. Cũng biết tình hình anh chị làm sao. Chắc vài bữa chắc cũng canh tìm đường vô hỏi thăm anh chị coi có thể giúp đỡ gì được cho các anh chị hay không. Dạ. Một buổi sáng của các anh đã trôi qua như thế. Hôm nay ngày 6 tháng 10 năm 2021. Xin chào tạm biệt.